Xin chào các bạn, trong video hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn móc cái áo đầm này cho em búp bê này nha. Và mình sẽ sử dụng ở đây là 3 màu len: màu xanh đậm, màu xanh nhạt và màu hồng. Và màu hồng để làm. Mình sẽ đi từ phần cổ áo xuống. Thì trước tiên á, mình sẽ gài khoảng là 8 bính, 10 bính. Rồi mình ướm thử vô. Hàng thứ hai. Hàng đầu tiên là 10 bính trước nha. Hàng thứ hai mình vòng xuống thì mình sẽ làm cứ một lỗ mình sẽ làm một V. Có nghĩa là mình sẽ vòng thành 10 V. Để cho cái áo nó xòe ra. Rồi, mình vào ngược lại. Cái hàng đầu tiên mà mình móc mũi bính thì mình sẽ không có tính 6 hàng. Còn cái hàng thứ hai này mình tính là hàng thứ nhất nha. Bây giờ hàng thứ ba. Mình đang móc tới thì bây giờ mình quay ngược lại như thế này. Mình lên một bính. Và sau đó mình sẽ móc một đơn, một V. Một đơn, một V. Và mình làm đến hết hàng. Mình sẽ ướm nó vô thử. Nó sẽ ra như thế này nè. Rồi bây giờ tiếp tục cái hàng này, cái hàng tiếp theo. Cái hàng này á thì các bạn sẽ móc cho mình là mà các bạn sẽ lên như mình là ba mũi bính, và các bạn lựa cho mình cái đường ở viền ở ngoài đó,
tiếp tục ba bính. Lựa cái viên ở ngoài. Ở đây nó sẽ có hai đường, thay vì mình sẽ chọt xuống như thế này thì mình chỉ lấy cái viền ở ngoài thôi, để mình chừa cái viền ở trong chút mình móc cái áo xuống tiếp. Thì mình sẽ có cái bèo áo như thế này nè. Và mình xong cái phần trên, phần thân trên của áo nha. Mình cắt chỉ luôn. Nó sẽ ra như thế này. Bây giờ mình sẽ móc tiếp cái phần màu xanh nhạt. Thì lúc nãy á, mình móc cái hàng này nè, mình chừa một cái hàng ở dưới. Bây giờ mình sẽ luồn kim vô để mình móc tiếp. Mình để cái mặt này, mình muốn cái mặt này là mặt phải á. Và mình để như thế này, mình luồn vô. Rồi, mình sẽ móc tiếp là một đơn một V. Thank you.
Bây giờ mình quay ngược lại, mình móc hàng thứ hai. Mình lên một bính nè. Rồi mình sẽ móc mũi hàng thứ hai này, mình sẽ móc mũi đơn thôi. Thì các bạn vào cho mình cỡ 5 mũi đơn. Mình đếm ở ngoài một bính là một đơn nè, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi mình gộp lại như thế này. Mình chừa cái phần nách này ra, mình sẽ nối nó vô đây. Mình sẽ chừa cái lỗ này để làm phần nách. Rồi mình móc tiếp qua bên này. Mũi đơn hết nha. Mình cũng gập xuống như thế này. Mình đếm ở bên cái bên còn lại này nè. Mình sẽ đếm cho đủ 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mình canh hai bên cho nó đều nhau. Rồi mình ghép vô, 1 nè, 2, 3, 4, 5. Rồi mình quay ngược lại, lên một bánh. Bắt đầu mình sẽ xòe đều nhẹ nhẹ ra, nên mình sẽ làm là cứ 3 đơn là 1 V. Mình sẽ có được cái áo như thế này. Tiếp tục, hàng tiếp tục mình cũng 3 đơn 1 V. Mình quay trở ngược lại nè, lên một bánh trước, rồi móc 3 đơn trước. Rồi V. Rồi 3 đơn. Một V. Ba đơn. Một V. Mình làm đến hết hàng nha. Rồi phòng lại lên một bánh. Tiếp tục 3 đơn 1 V.
Và các bạn làm cho mình như vậy là cỡ từ đây xuống đây là cỡ 8 hàng. Mình sẽ làm cỡ 8 hàng và 3 đơn 1 vê đều hết. Hàng thứ nhất thì các bạn móc mỗi đơn, nhưng mà từ hàng thứ 2 đến hàng thứ 8 sẽ là 3 đơn 1 vê nha. Và mình làm xong đến hàng thứ 8 rồi thì mình sẽ cắt len luôn. Bây giờ mình sẽ làm tiếp cái phần tay áo. Mình quay ra mặt sau như thế này nè. Mình sẽ làm móc cái phần màu xanh vô ở dưới. Và các bạn sẽ móc cho mình mũi đơn. Móc mũi đơn đến hết vòng nha. Rồi tiếp tục hàng thứ hai mũi đơn. Hết hàng thứ hai, lên hàng thứ ba. Hàng thứ ba thì mình sẽ làm xòe ra, nên mình sẽ làm là 3 đơn và 1 vê. Hàng thứ tư tiếp tục 3 đơn và 1 vê. Và mình vẫn tiếp tục làm như vậy cho đến hàng thứ 6 nha.
mình sẽ làm cái tay bên cạnh. Cái tay này tương tự cái tay này. Mình cắt len lên đây là vừa rồi. Mình nối vào đây. Hai hàng đầu sẽ là mũi đơn và những hàng còn lại là ba đơn một V. Hàng thứ ba nè, bắt đầu ba đơn một V. Thank you.
Rồi bây giờ mình còn cái phần màu hồng ở dưới này. Thì lúc đầu mình định sử dụng len màu hồng thôi, nhưng mà mình nhớ ra là mình có cái len đủ màu này, nên mình sẽ làm bằng cái len này nha. Và mình sẽ nối nó vô cái đường ở dưới này. Và các bạn sẽ móc cho mình mũi đơn hết nha, không có tăng mũi nữa. Mình cứ tiếp tục móc cho đến hết hàng. Và mình xong hàng thứ nhất, bây giờ mình sẽ nối. Mình nối hai cái này lại với nhau. Mình lên một bính và mình móc tiếp. Mũi đơn, không có tăng mũi. Không có tăng mũi nha.
Rồi mình sẽ cắt len ở đây. Và bây giờ mình móc thêm một xíu phần cổ nữa là xong. Mình nối len vào phần cổ. Mình sẽ móc mỗi chữ, mỗi kép. Mỗi kép là mỗi chữ Y á. Kép như thế này, vòng xuống, kéo lên, tiếp tục. Rồi, đến đây các bạn sẽ canh ở chính giữa nha. Canh ở chính giữa thì cái cổ này là cổ tàu á, cho nên là mình sẽ làm như thế này. À, tới cỡ này là chính giữa rồi, mình sẽ móc lên hai mũi bính, vòng xuống dưới, rồi lên hai mũi bính tiếp tục, rồi móc mũi bên cạnh là mũi kế tiếp. Để cho cái cổ áo nó có một cái chữ V như thế này nè. Xong, mình cắt chảy luôn. Rồi bây giờ mình mặc vô. Thank you.
và mình sẽ trang trí thêm. Mình dùng cái nút màu hồng để gắn vô đây để trang trí thêm. Mình đánh thêm chút má hồng nha. Má hồng của em này thì mình đánh hơi đậm một chút. Và mình đã hoàn thành xong em búp bê cổ trang, nhìn cũng giống chị Hằng phải không mọi người? Và mình chúc cho mọi người có thể làm được theo đúng ý của mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau, và đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.